Thưa quý vị, ông Nguyễn Mạnh Hùng ngụ tại phường 10, thành phố Vũng Tàu gửi đơn thư đến chương trình hộp thư truyền hình phản ánh về việc thu hồi đất của gia đình ông để thực hiện dự án trường trung học cơ sở Hàng Thuyền, nhưng việc đền bù hỗ trợ chưa thỏa đáng. Đại diện cho ông Nguyễn Mạnh Hùng, bà Nguyễn Thị Bình cho biết, năm 2011, ông Hùng mua mảnh đất diện tích 80,9m2 tại đường Hàng Thuyền, phường 10, thành phố Vũng Tàu. Lúc mua trên đất có sẵn căn nhà cấp 4 cũ, ông Hùng đã thực hiện việc sang tên giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất. Sau đó, nhà đất của ông Hùng bị thu hồi để thực hiện dự án trường trung học cơ sở hàng thuyền. Tuy nhiên, theo bà Bình, giá bồi thường đất quá thấp, chỉ bằng 1 phần 20 giá thị trường. Chưa kể ông Hùng không được bồi thường vật kiến trúc nhà ở trên đất và bố trí một lô tái định cư hay đất ở mới. Theo quyết định bồi thường, tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ mà ông Hùng được nhận là gần 122 triệu đồng. Trong đó, bồi thường giá trị quyền sử dụng đất với diện tích 80,90 m2, đất nông nghiệp là gần 120 triệu đồng, bồi thường hoa màu gần 2 triệu đồng. Bà Bình cho biết, ông Hùng không đồng ý với quyết định bồi thường này. Vì theo bà Bình, ông Hùng từ khi nhận được quyết định thu hồi đất, ông đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban nhân dân phường 10, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu và các cơ quan liên quan khác. Trong các đường khiếu nại, ông Hùng yêu cầu xem xét lại giá bồi thường đất và cấp cho ông một lô đất ở mới để ổn định cuộc sống vì ông chỉ có một căn nhà duy nhất tại địa chỉ trên. Tuy nhiên, sau nhiều lần gửi đơn, ông vẫn chưa nhận được phản hồi thỏa đáng. Nhận thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, tháng 12 năm 2023, ông Hùng đã khởi kiện quyết định hành chính ra tòa án nhân dân tỉnh Ngày 29 tháng 3 năm 2024, ông Hùng được sự vận động của Ủy ban Nhân dân phường 10 với lời hứa sẽ cấp cho ông một lô đất ở mới. Do đó, ông Hùng đã ký bàn giao mặt bằng, đồng thời rút đơn khởi kiện tại Tòa án Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên đến nay, ông Hùng vẫn chưa nhận được bất cứ thông báo nào từ phía cơ quan chức năng. Gia đình tôi chỉ mong muốn rằng là nhà nước sẽ đền bù lại cái đất của tôi á, cho nó hợp lý cung cấp cho tôi một kỳ tôi đất ở mới. Liên quan đến kiến nghị của ông Hùng, đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Vũng Tàu cũng cho biết, Trung tâm đã nhiều lần làm việc với ông Hùng. Tháng 9 vừa qua, Trung tâm đã có báo cáo gửi ban nhân dân thành phố Vũng Tàu. Theo báo cáo này, nguồn gốc đất của ông Hùng, sau khi nhận chuyển nhượng, ông Hùng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sử dụng ổn định, không ai tranh chấp. Hiện trạng trên đất có nhà cấp 4 và vật kiến trúc do hộ ông Hà Thừa Nghị, chủ sử dụng đất cũ xây dựng tháng 4 năm 2009. Qua kiểm tra lưu trữ thì công trình xây dựng trên ủy ban nhân dân phường 10 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý xây dựng số 269 ngày 28 tháng 4 năm 2009. Hồ ông Nguyễn Mạnh Hùng không trực tiếp canh tác trầm trọt và không trực tiếp ở trên phần đất thu hồi. Sau khi rà soát xác minh các hồ sơ cũng như làm việc với các đơn vị liên quan, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Vũng Tàu hiện đang tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu xem xét cấp một lô đất ở mới có thu tiền sử dụng đất cho ông Hùng trong thời gian tới để gia đình ông ổn định cuộc sống.